Chào tất cả bà con nhé. Đây là dòng bồ kết cây choai cao 1 mét. Đấy, rất là đẹp, đang vẻ rất là nhiều hàng để gửi đi cho khách. Đấy, để mà các bác xem, cây rất là mập và khỏe đẹp. Dòng bồ kết này trồng đồi, trồng trên đồi, trồng núi, trồng phủ rừng, trồng để lấy trái bồ kết làm dược liệu. Đấy, đây là khoảng 2.000 cây. Đây, em sẽ quay cái video cái thùng xe cực kỳ to luôn. Đây là gai của nó. Đây bà con xem cái gai của nó cực kỳ là đỏ đẹp. Đấy, chuẩn 100% mà bổ kết lép. Đấy, cái bình thường cái đấy, bác nhìn cái gai của nó này cực kỳ nhọn luôn này. Đấy, mà đỏ đẹp như này, rất đẹp luôn. Màu sắc cực kỳ đẹp. Đây là cây này 10 cây như một. Đấy, đây một lũy để mai xuất đi cho khách. Đưa cho chục triệu đi về tiêu đường. Đấy, bên trong kia còn khoảng tầm mỗi một bó này là 10 cây. Bó này 10 cây, trọng lượng khoảng tầm 10 kg. Đấy, một cái xe khoảng 2,5 tấn đến 3,5 tấn là chở được khoảng hơn 2.000 cây. Đấy, đây là em sẽ chuyển lên. Đây là một anh, sáng mai lúc 7 giờ sáng mai là anh sẽ lấy. Và sáng mai em sẽ quay video tiếp tục để cho các bác xem. Để anh lấy bộ kết nhà em rất là nhiều. Cây cực kỳ đẹp luôn. Cây nó như thế này mà mượt. Đấy, cái gai của nó nhọn hoắt. Đấy, mà các bác xem chuẩn chưa? Chuẩn bộ kết chưa? Chuẩn bộ kết nếp. Cái gai đỏ này chưa? Đấy, cây này nó mới chất lượng, nó chuẩn. Đấy, như này là xếp mai sẽ có khách xếp lên xe, khách buổi sớm luôn. Rất là nhiều luôn, hàng về đến đâu là hết đến đấy. Mọi người trồng bồ kết, trồng làm quả dược liệu rất nhiều. Những cái công ty dầu gội đầu Thái Dương là thu mua bồ kết quả rất nhiều với giá thành rất là cao. Đấy. Cây thì là thực sự là những cái cây đẹp như này là phải ươm rất là lâu. Thế nên là các bác mà muốn nhu cầu lấy là phải đặt. Đấy. Đấy, hàng đi liên tục, không lúc nào là nghỉ ngơi. Đấy, cây nó 10 cây như một luôn, đẹp, long lanh. Thân của nó thì gần bằng cái thân của nó này. Đây, thân của nó đây các bác, gần bằng cái đũa này, thân cực kỳ chắc luôn, không bao giờ sợ gió bão là gãy được. Đây là 2.000 cây nhá, 2.000 cây để mai gửi cho một anh khách lấy ở trong Quảng Nam, anh ra đây anh lấy rất là nhiều. Đấy, và bây giờ đã hết rồi thì mai em sẽ quay cái video mà anh đấy đến tận nơi bốc đi cho bà con xem.